Mỹ hạ sát tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran và cũng là kiến trúc sư giúp gia tăng ảnh hưởng quân sự của Iran ở Trung Đông trong một cuộc không kích tại sân bay quốc tế Baghdad hôm 3 tháng Giêng. Đại sứ quán Mỹ thúc giục tất cả các công dân Hoa Kỳ rời khỏi Iraq. Chính quyền Iraq phẫn nộ cảnh báo cuộc không kích diễn ra bên trong phi trường, bên trong thủ đô của Iraq mà không xin phép Iraq sẽ dẫn tới chiến tranh. Tướng Qasem Soleimani được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Iran sau lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ngũ giác đài nói vụ hạ sát là hành động phòng thủ để bảo vệ nhân viên chính phủ và các binh sĩ Mỹ ở nước ngoài và cũng là để ngăn cản các hành động của Iran trong tương lai. Tướng Soleimani đã lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran trong hơn 2 thập niên và từng nhiều lần thoát chết sau nhiều âm mưu ám sát. Iran thề quyết sẽ trả đũa sau vụ này.